Tại thầy con nói là cấm không được hát karaoke. Đâu ông kêu ông thầy ông sắm tôi ngàn cái đem đây coi. Tôi tổ ông khùng điên. Khẩu lương nằm giống là thầy cấm kỵ vô thầy quan đó. Thầy chơi thầy quan mà thầy quan cấm rồi thì chơi. Cái thời xưa chắc cha mẹ ông nằm mặn gì, đưa ông mặn gì. Hả? Cha mẹ ông ở đó luôn cũng mặn gì. Bởi vì mất phước bây giờ đuổi bàn nữa. Phước ông nội ông hồi đó ông sống á. Mẹ không bỏ lên đâu. Bỏ anh chồng bỏ anh nội ru ông ngủ bận gì. Quan hậu mà tôi đúng ra tôi cởi dây xích mà tôi treo lên chục chiếc á. Chục sợ á biết sao. Tôi đem ra cái chỗ mà chỗ cái cảng Phú Mỹ á. Tôi rình không ai tôi chậm không chậm cho không lặn xuống dưới biển luôn. Còn như tụi tôi tới cho nhiêu 200-300 ngàn. Thậm chí nó vui cho ăn cơm còn cho đủ luôn. Không ơi, nó bị cây láp mà đi vô đó. Vé này của ai quá trời vậy? Vé của Sơn Hai thôi. Ồ, không đi là đi chân không vậy luôn. Đi nó quen rồi, khó chịu lắm. Là đầu của thầy là sáng giờ đi để đây đấy hả? Thì nè. Rồi thầy mặc áo vô đi thầy. Cái đầu đường nghề vậy đó. Đường nghề. Không, thầy mặc áo vô rồi. À. Trời. Thầy làm gì đói bụng hay gì thầy? Sáng giờ thọ thật chưa? Rồi đó, đang ăn nè. Đồ này đồ nghề chứ. Đồ nghề đó là ngày xưa sư phụ truyền lại cho thầy hay sao? Không, cái này là mà cái ông đi Myanmar về rồi ông cúng dường lại cho. Cái này hôm bữa là thầy nói là ai mua 1 tỷ không bán nè. Đúng rồi, còn cái này là cái phụ này để dành cái tính ra là thầy quen biết dữ luôn á. Khắp nơi luôn à. Thầy mặc áo vô không thầy? Mặc đi. Thầy có hai cái xe cua. Áo thì nhiều lắm. Cái này xin đô. Cái tủ mới sau này thôi, bữa mình tới tao không thấy đâu. Cái nào có tủ này hả? Đúng rồi. Trước bỏ nằm trong đây. Nằm trong kia ha. Tủ hành có gì đâu, như đó đường rồng. Giờ cái ông Phước Điện cũng dắt hơi giùm tôi nè. Trời ơi, vậy mà ông tưởng thầy đi bị người cha tao chém nữa. Nè, cái bộ cách hơn nè. Thầy về đường dài sọc luôn. Trời ơi, cái ông dứt cái ly vô, ông dứt ông ly, dứt tôi cái ly cồn nè. Đó đâu sư quay lại cái lưng cho con coi là cái này giống nè. Nhìn như giống người chém luôn. Phải không ơi, trời ơi, ông quất cái ly cồn. Trời ơi, ông quất một đường xuống luôn hả? Hai đường luôn. Trời ơi. Thì nguyên cái ly cồn cũng ông lên thì còn gì chịu nổi. Một cái xả ngang, một cái xả xuống á. Ghê thiệt chứ. Chắc thầy né được. Không phải đâu, cồn dạ. Nó giỡn tí xíu rồi. Không tự bị chém mà thầy né được cái này vậy? Tự né được mà bữa thằng kia đánh mà tự né được. Lúc đó là tóc chạy luôn hả thầy? Dạ. Trời ơi, vừa chạy vừa la làng luôn. Trời có khó luôn hả? Đó, sao mơ được hai cái cam đó với hai cái bánh nè. Thầy ăn luôn đi. Vừa ăn vừa ăn thử nè. Đâu. Giờ đi nghỉ ăn rồi đó. Nghỉ ăn hả? Mà ăn bằng cái bát nè. Trứng chiên với cải nấu canh là lụm chứ đâu. Ủa thầy ăn chay ăn mặn hả? À, cái này ăn chay với mặn gì? Trứng chiên. Trứng chiên, trứng này gà công nghiệp mà ăn được chứ. Cái trứng không có trống mà có trống. Gà công nghiệp ăn được chứ gà mà gà ông nuôi là thua đó, thất bại nguy hiểm à. Sao mà gà công nghiệp ăn được? Gà cái gà công nghiệp là họ nuôi không có con gà trống. Không có trống. Mà không có con trống nó đạp ông hiểu không? À. Đạp lại ấy đó. Ai biết đâu vụ gì tôi cũng không dám nói đâu. Thấy ấy cái này cải cải luộc ha. Không cải nấu canh. Đã quay thấy canh. Thấy hình Bác Hồ sao anh em? Không cải Bác Hồ tốt luôn. Chiều. Đâu hình Bác Hồ đó. Bác Hồ. Ông tôi cũng sợ ổng luôn á. Thầy mà đâu phải thầy. Thì ổng cũng là một vị thánh chứ không? Dạ thầy ơi, hôm nay trời mưa nhà mình còn dọn không thầy? Dạ cũng còn chú ơi nhưng mà thì hôm nay con có lại đây sẵn là con chú ngồi đây. Dạ. Chú chơi dạ. Xin cho phép không sao đâu. Dạ con ngồi thích xuống chứ không dám ngồi ngay. Dạ dạ dạ. Dạ. Viên quá độ đi. Dạ sáng thầy ăn xong Phật xong là coi như là ăn cái này là ăn cứ trưa đó thì dạ. Cúng cho Phật đó. Dạ. Cúng Phật cúng mẫu xong rồi cái mình ăn. Con thấy anh đây là mấy đồ cúng là thầy đi ôm bát về thầy không cái này đó. Mới không, trên bàn thờ Phật đó. Cái đồ đó đi ăn đi xin không đi xin về mua không thì tất cả ở đây là thầy tự mua ha bỏ tự, tiền tự bỏ tiền ngày có đi ông bác vậy có 200 mấy là mua rồi sao thầy sống nổi thì cũng lây lát thì để dành tiền điện nữa dạ. Thì đây thầy là ăn sáng có ăn thọ thực và trứng đâu nè ăn trưa là chiều luôn á giờ còn, là nghỉ ăn rồi đó còn cái này là lấy gì thầy này cái bát
cái bát này của mấy khách sĩ á. À là mình ăn cơm con này luôn hả? Ăn xong cái mình rửa cho lẹ gọn, đỡ heo. Còn như bánh này là mình ăn thêm hay sao? Bánh thì bây giờ mình để đó, ví dụ mấy đứa nhỏ hay Phật tử ai lợi đã đi ngang mình thích ưng ưng mình cho, còn không ưng thì thôi mình để dành đó, là ai có tới duyên tới rồi đó. Đem đem chứ không ăn. Ta cúng thì mình cũng nhận vậy đó. Thì hôm nay nói chung là hôm bữa con có lại đây chia sẻ thầy một clip á, thì có một chị ở nước ngoài á có trợ cho thầy là 100 đô. Trăm đô Mỹ á. Trăm đô là nhiêu? Trăm đô là 2 triệu tư mấy chục, nhưng mà con sẽ gửi thầy là 2 triệu rưỡi. Là cái cô đó tên gì? Con để con đọc cái con không nhớ. Cho tôi gửi là cảm ơn cậu. Con bây giờ con phải tìm lại cái tin nhắn cái chị chuyển á. Nếu mà cái chị này chuyển tiền đô á thì con sẽ trao thầy tiền đô. Thôi bây giờ tiền đô chú nhận giùm đi, tôi không biết cái vụ đổi. Tại vì cái chị này là chuyển tiền Việt cho nên là con sẽ tính theo tiền Việt. Chứ tôi không biết đổi cái gì đâu. Gia đình chị Lý Lệ Chi mến tặng sư Phúc Thành 100 đô. Là chuyển tiền Việt cho con là chuyển tiền Việt con là như 3 triệu mấy đó, là chị đó cho con mấy trăm ngàn tiền xăng thì cậu. Cái này con nói hết luôn. Đó là cũng như là đô hiện tại bây giờ là 2 triệu tư mấy chục gì đó, thì con gửi thầy là 2 triệu rưỡi. Thầy nha. Tôi phụ ông tiền xăng tạm đi. Không thầy. Cái nào ra đó thầy ơi. Anh em con làm YouTube là anh em cũng có tiền à, giàu lắm. Giàu lắm ha. Giàu mà đi chứ ở nhà là làm lính thự thầy quan đấy. Thôi thầy quan con không con không ai chịu vô đó. Rồi vô lấy Mercedes đâu chả không đi chứ. Thôi mấy giờ làm đệ tử thầy đi. Không tôi đi. Tối ngày tôi đi ăn xin không ông nhắm. Bây giờ hôm nào con chở lên thầy quan con chở thầy lên đó rồi thầy xin cho anh mấy anh em con vô trọng làm đệ tử. Thầy phải giới thiệu vô tụi con mới dám vô chứ. Không thầy làm gì còn nói cho mấy nam cho thầy luôn đấy ha. Dạ con xong con trao thầy luôn nè. Mà cái vụ này có sao không nhạy cảm không? Không phải để vô đây đi. Không kệ nó không trao đâu. 2 triệu rưỡi. Rồi, cảm ơn thầy để đâu để. Để đây đi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái con gì quên nè. Lý Lệ Chi ở bên Mỹ á. Lý Lệ Chi ở bên Mỹ. Sư Phúc Thành xin hồi hướng công đức này để cho cả gia đình có cuộc sống an vui trong tự tại. Trong cuộc sống vị lai và quá khứ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ thì em cũng chân thành cảm ơn chị, gia đình của chị Lý Lệ Chi bên Mỹ có hỗ trợ cho thầy Phước Thành để mà sửa chữa cái máy tôn đó. Để mà chính điện của mình chỗ thờ cũng thầy không mưa dột. Thì anh em con là người nghiệp cầu nối tới anh em cũng không thực sự không có kêu gọi. Kêu gọi tùy duyên. Bây giờ tôi nói với huynh đệ đi, đây chỉ là cộng đồng mạng cũng hoan hỷ. Cũng nhờ cái kênh của anh Phú và anh Thắng thì anh Chọc thì cũng trợ duyên cho sư được cái 2 triệu rưỡi này. Cầu mong sao các vị ở cộng đồng mạng giúp đỡ cho sư thêm chỗ đủ 17 triệu để sư đủ cái số tiền để mà sư làm lại cái máy của tôn cho sư, với lại cái nền của sư cho nó chống dột, cái tâm bảo của sư cho trong cái sự thanh tịnh mà để sư tu tập. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thôi bây giờ con nói thầy nghe nè, thôi bây giờ mình cứ xin, mình sợ mình xin trên mạng này bị cộng đồng mạng người ta chửi. Thôi giờ thầy chuẩn bị đồ, con chở lên thầy quan con lấy mấy không, tỷ về không, khổ không, xin không, nữa. Không. Giờ ông thầy không có xin mật thất gì. Không. Cái mật thất nè. Đâu? Đó. Thôi gì thầy quan không? Không, tôi để tôi ăn xin tôi sống cho bền đi. Thầy quan. Thầy sống quan là chẳng tháo đồng hồ ra cho là đủ à. Thôi xin kính chào cộng đồng mạng nha, chào quý vị khán giả nha, trong nước và ngoài nước nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sao để ý thầy có 2 cái răng rồi ta? Dạ, có 3 cái. Cái đợt trước hả? Cái đợt trước con nghe đó thầy nói là có ai trợ duyên cho thầy chọc răng mà. Có mà không được. Đeo vô. Đeo nó ăn nó ói. Cái gì vậy? Nè tháo dụng đây nè trong bát. Được thầy. Chắc không quen thầy, không quen. Không biết không từ đâu quen hả? Ăn nó ói. Rồi trồng tập phan xuống trồng luôn. Có ao trồng cái đầu gắn vô gì. Gắn giả ha. Gắn vô ăn ói quá thôi tôi tháo được. Rồi bây giờ thầy được bao nhiêu còn nhiêu cây? Dạ không biết. Đó thầy nhân răng ra thử coi. Rồi còn nó 4-5 cây ở dưới rồi. Nhưng mà mấy cái răng vậy thầy ăn không gà là không được chứ. Ăn được chứ cỡ cải tôi ăn được ông ơi. Rồi cái vậy cả bắp được không? Được à. Được. Ăn không gà chứ thầy hủ.
đâu cãi đồ ăn được chứ bộ. Thôi con nói giờ thầy cực khổ quá thì lên thầy quen con đi. Không lên đỉnh lát là cộng đồng mạng với nước ngoài nó người ta mua đá xanh người ta chọi chết đó. Sư đệ không muốn để giờ là họ chọi đá. Mà ổng giữ nước lấy cung tên bắn ổng. Lấy cung tên. Ông qua tôi lạ vậy ổng. Vì sao khán giả với đệ tử ổng gọi nó thầy nói không đúng như thật. Thầy sao có đẳng cấp để mà gặp thầy quen con? Tại cái vậy chắc cái đám đó dạng ba mấy 40 chứ tôi nó hiện không cỡ hàng sáu mấy tuổi mới nói chuyện chứ cỡ tầm năm mấy tuổi tôi mới vừa. Thời chân qua cái năm mấy tuổi là cái chùa đã có rồi ông đến đi. Thời đó tôi không phải là tôi bốn mấy á. Có khi nào thầy quen con hỏi rủ thầy đi chơi không? Không, nói chung là thời đó mình là sa di. Mình lo mình làm việc thôi chứ mình đâu có được quyền mà tiếp xúc với ổng nó thẳng câu vậy đi. Dặn ổng là dân địa phương đó. Vậy là lúc đó là thầy còn nhỏ kêu bằng gì tuổi lúc đó là sa di á. Nhỏ phải không? Sa di là mới cạo đầu đó không? Mới xuất xuất gia. Là coi như là cái thời mà ông ra quẩy công quả là 3 năm mới được quyền cạo đầu đó. Ở thời điểm đó là thầy con là lên chức gì rồi? Lúc đó thì ông mới tiền heo thôi thì này cái hồi mà là ông mướn người mướn dân mà chặt cây chặt đồ á bắt đầu mới xây dựng này kia á là bắt đầu ông mới về là bắt đầu ông mới kéo người lại kéo người kia vô là bắt đầu là xuất gia. Cái thời đó nó hẳn là xuất gia lụi không á. Rồi sau này mới đi làm giấy tờ với cái thời đó có nghĩa là kiểu như là đi đại phải không? Cái thời đó là tôi nói ông tu hành không cần giấy tờ gì á. Sao rồi đó con thấy con đoạn thấy trên mạng nó nói là thầy quan rồi đó bị sư phụ đuổi đi rồi không mới có, sau này mới đuổi gì tôi nói không á. Cái thời đó giờ như cái lứa tuổi mấy ông già mấy ông đi chịu tu rồi lên núi đó rồi tự cạo đầu rồi tự tu là thời gian sau rồi giờ sau này chính quyền cái vụ mà thời năm cam đầu đó rồi sau này phải chính quyền nó mới siết lại là mới cho đi thọ sa di rồi mới tiền phu rồi bây giờ là phải ăn học giờ phải bằng trung cấp này chứ. Thời gian đầu á là thầy á là tu trong chùa chỉ mới đuổi thầy mới ra là lập môn phái riêng là thiền tôn á, lập môn phái thiền tôn á. Thiền tôn hả? Dạ. Thiền tôn là tự ông lập, tự ông ăn, tự ông tu chứ ta mà ở chùa. Không, ý nói là trước khi tu ở trong chùa là bị thầy đuổi. Trời ơi, không có thầy nào đuổi, ông qua Hòa Thượng Giác Cầu ông chơi. Ông qua Núi Vinh ông chơi hàng ngày. Ông trước kia nữa. Trước kia không có, ông ngày xưa trước ông là ông Thiên Chúa Giáo, ông cái nhà ông ngay chỗ cái ủa đâu, thấy lịch sử người ta để mà. Lịch sử gì vẽ đồng vẽ mắng vẽ mưa. Chứ trời ơi cái góc cũng chân quan bây giờ nó nói có dòng hồ Hòa Thượng Giác Cầu với ông mất rồi còn anh kể sự tích cho nghe. Vậy là ông không có thầy tổ gì hết. Thì ông qua ông Lưu Vinh ông thấy mấy hòa thượng này nè thấy chi tăng có đó. Có qua ở bên này không là Thích Thông Lạc đó mà. À Thích Thông Lạc cũng có, nói chung là cũng chùa chiền ở khu đó thì đâu có bao nhiêu người đâu. Phải Thích Thông Lạc là ở Tây Ninh. Đâu Tây Ninh, Tây Ninh Thông Lạc. Rồi sau này mới cái ngày mới... Thông Lạc ngày xưa là ngày ở ngoài đây nè. Cũng xuất phát từ cái núi Thị Giải ra. Dạ. Chứ là giờ sau ngày Thông Lạc mới về Tây Ninh, về Chẳng Bàn chứ cũng nói. Rồi cái kiểu như là bên đạo này rồi thấy đạo bên đây rồi bắt đầu cái nhảy qua rồi cái dạng ví dụ như là ông ở Long An tôi ở quận 12 rồi ông kia ở Vũng Tàu thì huynh đệ nhau liên lạc giao điện thoại chùa ông tổ chức cúng kiến gì ông alo ông điện tôi rồi ông tôi điện ông mời qua thỉnh qua tính lợ đó giờ qua lại viết rồi cái thì đâm ra cái thâm tình ví dụ giờ tôi thỉnh ông qua tôi cúng 10 triệu mốt là tôi vào ông tôi thỉnh tôi cúng ông 20 triệu vậy đó. Còn như tụi tôi tới cho nhiêu 200-300 ngàn thậm chí nó vui cho anh cho ăn cơm còn cho đuổi luôn. Trời ơi, có vụ đó nè. Thì có mấy vậy mấy công ty lớn giờ tụi tôi vô đuổi chạy thấy mồm nậu. Vậy là chốt lại là mấy cái đó, chùa kinh doanh gọi là công ty hết. Không, tôi cho công ty à. Tại tôi xin ăn trong ngoài đường không ai đuổi ai xui nữa mà tôi vô tới nghe nói trai tăng đám dỗ hòa thượng này kia vô cái nó vui nó cho ngồi ăn nó vui cho uống nước cũng thôi nó đuổi. Vậy hả? Đi mấy thầy này nè bộ đội bộ không đuổi ra. Thật có thật luôn hả thầy? Có không có. Rồi bởi sao nó mấy ông thầy mấy ông sư ôm bắt ra đường ăn xin ăn mài cũng cho nó mấy cái công ty lớn á. Thay vì cúng dường tiền của ba gia ba tánh thì là ông nào cũng tu ngang dọc ông nào cũng trồng đầu trồng áo vuông thì để cho dân cúng dường đi. Không có đâu.
Còn mấy ông á tu mà đi kiếm ăn á, tu hành hàng ngày á thì lang thang lữ thứ, hỏi lý do sao? Tu thiệt tu giả cũng do nào mấy ổng. Ngày xưa người ta nói vô chùa ăn được miễn phí của chùa. Không, bây giờ không vô đi đó đâu, bữa nào ông thất nghiệp vô chùa ông lấy cho ông làm công quả, con tu thử 3 tháng rồi mới hành ông làm thấy con nậu. Giờ là không có ăn của chùa được á. Ăn của chùa, ăn của chùa phải làm của chùa. Trời, tính ra giờ suy nghĩ là những cái câu mà của ông thầy Phúc á, ông nói chuyện đúng ha. Thò là đúng á. Thầy biết thầy thích Tâm Phúc không? Trời ơi, lúc trước tôi cũng hay đi ngang ổng mà tôi mới ghé, tôi thấy ông bệnh quá tôi mới không ghé. Bệnh gì? À, ông bệnh ông nói bậy quá. Nhưng mà sao ông nói đúng hết trơn hả? Nhưng mà ông nói đúng là đúng theo tâm. Dạ. Nhưng mà mình sợ đây là cái cuộc đụng sống của mình đụng chạm ông. Thôi. Vậy nói chung là thầy Phúc nói đúng không? Ông nói đúng vào tâm, nhưng mà nói thẳng ra ông Phúc bị đàn anh chơi. Ồ, cái đó không biết rồi, bỏ qua đi. Mình biết chính xác, mình nói không chính xác thôi. Nhưng mà thầy Phúc rồi đó là có là tu thiệt hay tu giả? Nói chung là sư cũng không rành. Dạ. Tại vì ai ăn ấy no, ai tu có phước. Tại từ sư đâu có tu cái việc Tây Ninh cũng chi đâu, sư biết, sư chỉ biết cái cảnh núi Vinh thôi. Núi Vinh độ dài, núi thiệt dài thôi, mình ở hướng nào mình biết hướng đó. Dài dài ra Nha Trang, ra Lào rồi sư anh. Nghiệp tu sư là ở núi ở hang không chứ đâu có bao giờ ở cái đồng bằng này đâu. Vậy tính ra ngày xưa là sư là thầy là ẩn tu đó trên núi Vinh đó. Nói chung là đi ta bà đó. Đi tù lưu hết chứ ha. Thầy quen tùm lum đó mà. Đi tùm lum á. Quen chứ thầy quen con là thầy dẫn thứ dữ chứ không phải thầy đâu. Ông thợ quen là tôi biết ông cái thời mà ông còn Thiên Chúa giáo mà ông có cái nhà ở nhà ông có hàng gòn trước cửa đó. Cái nghĩa địa Thiên Chiếu giáo nằm bên đây nhà ông cặp đó. Nhà đó giờ còn không sư? Không lâu quá sư không nhớ. Nghe nói về xe biệt thự nhiều lắm. Cái nghĩa địa ở đây Vũng Tàu qua nè, qua cái trạm Long Phí nè, cái xong tôi là tới cái nghĩa địa xong xuôi là tới cái hàng gòn đó là cái nhà ông ngày đó, cái nhà cấp 4 ông ngày đó. Đó là nhà cấp 4. Nhà cấp 4. Rồi con thấy thầy treo cái đao làm gì đây? Đao đó hả? Đao đó đao chị tà đó. Phải không? Chị tà đó. Trời ơi, con tưởng cái đao này để có chuyện gì sử dụng chứ. Cái này nhỏ hơn cây kiếm của thầy Quang. Thầy Quang Quyền. À. Thầy có múa được không? Không 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 biết. Rồi bữa nay mới phát hiện. Được sao? Bữa nay ông quán nhiều quá sống đâu về để dành. Để chị tà. Giống như mấy chỗ nào tôi cúng mình hay là để ha. Đây thì chết rớt tụ nè đó, giờ làm ăn vụ này nữa nè đó. Gì dễ bùi dễ gắn niềm lum vậy? Cái gì vậy? Cúng hả? Cúng kiến cho họ rồi đó, kiếm cơm sống chứ. Thầy cúng kinh dành. Thầy bữa thầy xuống Long An phải không? Đâu có đâu xuống Long An. Bữa gửi cái clip con đó là cái ông sư Minh Không ở Long An mà, ở trong thành Long An mà. Đâu, cái ông đó là cái ông kia ông gỡ về cho tôi, rồi tôi gỡ với tôi cái đời nào tôi xuống tới Long An đâu. Vậy là thầy cũng đi nhiều ha? Ừ, đi nhiều, về núi Cấm rồi chùa. Vậy mà thầy dám nói thầy quan con là kinh doanh, thầy tính ra nhà cũng kinh doanh lâu cái, đó. Cái chùa hoặc lớn hoặc nhỏ chứ tôi còn xuống tới dưới nữa. Ông Bính xe Trung Quốc mà thầy tôi còn đi xuống tới dưới, tôi lên xong thì tôi xuống mấy xe ôm kè tôi xuống quá trời luôn, đi số 1 không? Tính ra là thầy cũng là có đẳng cấp vậy đó, thầy vô được trong chùa số má. Hai lần trong số má. Số má bây giờ tụi con là muốn vô chổng là không vô được luôn, vô chỉ thấp nhang thôi mà vô không được. Là bây giờ cái nếu vô đi rình đó, rình núi Vinh bò qua đâu. Đi lộn chổng rồi nó bắt chổng luôn rồi sao? Nhớ chổng bắt ai dám bắt trời ơi. Ủa bữa nào mà trời ơi, bây giờ nó vào lưới trong khu vực nó vào lưới đó thầy ơi. Bây giờ đệ tử ổng vậy ta gọi là chúng thanh niên đó, cái mà luyện mà Phật Quan Quyền á là bây giờ gặp con là dưới con chạy gớt dép luôn, đánh bằng côn á, mấy cái côn mà trong phim đó là đó tự không phải không? Ừ, không biết là cái nào mình biết mình nói thập bát la hán rồi đó. Bây giờ anh em con đi tìm cái gọi là cái kiếm lệnh của Phật Quan Quyền để anh em con nắm giữ lại cái môn phái đó, anh em con mới được quyền vô trong đó. Cầm cái kiếm đó coi như là cầm đầu trong đó luôn á. Kiếm lệnh mà. Giống gì ta, giống như cái gì ta? Đã cô bổng. Đã cô bổng hả? Trưởng môn phái thì sẽ có một cái đó là gì ta? Di vật. Cái gậy đó là gọi là bên gì? Đã cô bổng của cái ba. Ai cầm được cái gậy? Thôi bây giờ thầy, con chở thầy đi tìm cái kiếm lệnh đi thầy ạ. Không. Chứ thấy thầy sống cũng khổ cực quá. Khổ mình tu hết cái kiếp này, hết cái đời này thôi chứ đâu có đem theo được gì, tại vì
à, cái cao sư phụ ông là tính ông đem luôn hết cái cõi Ta Bà này là xuống địa ngục luôn lượt ở ổng luôn. Con thấy thầy rõ ràng ha, hôm nay có cao kê nữa nè. Đó, đó mà cái máy đó tôi không biết chữ, tôi mở kinh tôi tụng không nậu ơi, tụng Bali không ơi. Trời ơi, thầy hát cao kê chứ. Bậy, tại thầy con nói là cấm không được hát cao kê. Đâu ông kêu ông thầy ông kê sắm tôi ngàn cái đem đây coi. Có tụng không? Khùng điên. Thảo Lương Nằm Giỗng này là thầy sống kỵ vô thầy quan đó, thầy chơi thầy quan mà thầy quan cấm rồi thì chơi. Cái thời xưa chắc cha mẹ ổng nằm bằng gì, đưa ổng bằng gì. Hả? Cha mẹ ổng ở đó ru ổng bằng gì. Bởi vì mất không? Bởi vì mất phước bây giờ gụi bàn á. Phước ông nội ổng hồi đó ổng sống á. Là mẹ ổng bỏ lên đâu. Bỏ anh giọng bỏ anh nôi ru ổng ngủ bằng gì. Rồi nhà ta kế bên là thầy có kêu hiến không? Không. Mà trời ổng kêu hiến đâu mà. Đi đi có tiền hay nữa hiến cho, không tiền nó hiến cho. hiến một cái nhà là sau này xây 10 cái nhà đó. Ồ, thầy ông mấy lừa đảo còn ra cái ba lên mạng nói tàn ba cái pháp tào lao muốn ăn cướp ăn giật ta không. Thầy nói vậy là dặn à, cũng dặn thầy đó. Dặn thầy cái mới gì chứ tự nhiên nhà ta ở kêu hiến. Hiến rồi ra cầm cầu. Hiến cái nhà ra cầm cầu ở. Không nghĩ không đừng nói khùng. Bố mẹ cái thân hồi đó khổ còn chết à. Không ai thuê đất của nhà nước, đất đó đất rừng. Rồi thấy ta làm ăn được cái ra làm ăn rồi cái giờ mới đặt nó bậy nó bạ. Sạp xí.